Lịch sử toàn thư xin được kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành và mạnh khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, video ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung chính sau đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ý nghĩa thắng lợi của Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam ngày 27 tháng 1 năm 1973. Hiệp định Paris về Việt Nam là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân ta ở cả hai miền đất nước, đã tạo ra bước ngoặt mới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam. Từ hiệp định này, quân xâm lược Mỹ phải cuốn cờ rút khỏi Việt Nam, tạo thế xoay chuyển có lợi cho cách mạng Việt Nam. Là sự kiện lịch sử quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tạo điều kiện cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân ta đi đến thắng lợi hoàn toàn. Với những thắng lợi của Hiệp định Paris năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã thực hiện được mục tiêu đánh cho Mỹ cút, mở ra một giai đoạn mới, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện mục tiêu đánh cho Mỹ nhào. Đây cũng chính là tiền đề để tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào năm 1975. Từ sau Hiệp định Geneva năm 1954, đế quốc Mỹ nhanh chóng nhảy vào miền Nam, thế chân thực dân Pháp, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới. Việt Nam một lần nữa trải qua cuộc chiến tranh trường kỳ bền bỉ chống Mỹ để đi tới việc ký kết Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973. Do liên tiếp bị thất bại nặng nề ở cả hai miền Nam, Bắc, Việt Nam, nhất là sau khi cuộc tổng tiến công Mậu Thân năm 1968, Mỹ buộc phải chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc, thực hiện hội nghị đàm phán với đại diện chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 13 tháng 5 năm 1968 và sau đó với đại diện của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ngày 25 tháng 1 năm 1969. Hội nghị Paris là cuộc đối thoại giữa hai thế lực đối đầu trên chiến trường, giữa một bên là lực lượng xâm lược có thế mạnh vượt trội về quân sự và kinh tế nhưng lại yếu về chính trị, tinh thần, với một bên là lực lượng bảo vệ tổ quốc tuy có điểm yếu tương đối về quân sự và kinh tế nhưng lại có nền mạnh tuyệt đối về chính trị, tinh thần và chính nghĩa. Hội nghị còn là cuộc đối chọi giữa hai nền ngoại giao, nền ngoại giao nhà nghề của một siêu cường với nền ngoại giao của một nhà nước cách mạng còn non trẻ. Bởi vậy, đây là cuộc đấu quyết liệt giữa hai ý chí, hai trí tuệ, hai luật pháp và đạo lý và mưu lược khác nhau. Từ phiên họp đầu tiên ngày 13 tháng 5 năm 1968 đến khi đạt được dự thảo Hiệp định Paris về Việt Nam tháng 10 năm 1972, hội nghị bốn bên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa ở Paris đã trải qua 201 phiên họp chung công khai và 54 cuộc tiếp xúc riêng trong thời gian 4 năm 9 tháng. Tháng 1 năm 1969, Hội nghị bốn bên về Việt Nam chính thức họp phiên đầu tiên tại Paris. Lập trường bốn bên mà thực chất là của hai bên Việt Nam và Mỹ giai đoạn đầu rất cách xa nhau, mâu thuẫn nhau, khiến cho các cuộc đấu tranh diễn ra gay gắt trên bàn hội nghị, đến mức nhiều lúc phải gián đoạn thương lượng. Trong thời gian này, trên chiến trường cả hai bên Việt Nam và Mỹ đều tìm mọi cách giành thắng lợi quyết định về quân sự để có thể thay đổi cục diện trên chiến trường, lấy đó là áp lực cho mọi giải pháp chấm dứt chiến tranh trên thế mạnh mà cả hai phía đang giành giật trên bàn đàm phán nhưng chưa đạt kết quả. Những thắng lợi về quân sự của ta trong chiến dịch đường chín Nam Lào, Đông Bắc và Đông Nam Campuchia trong năm 1971, các chiến dịch tiến công Trị Thiên, Bắc Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Bắc Bình Định, Khu 8 Nam Bộ trong những năm 1972 đã làm cho quân Mỹ, Ngụy bị thiệt hại nặng nề, từng bước làm phá sản chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và tạo thế thuận lợi cho ta trên bàn đàm phán. Ngày 8 tháng 10 năm 1972, phái đoàn Việt Nam đưa cho Mỹ bản dự thảo Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam và đề nghị thảo luận để đi đến ký kết. Lúc đầu, bản dự thảo được đôi bên nhất trí, nhưng đến ngày 22 tháng 10 năm 1972, phía Mỹ lật lòng, viện dẫn chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đòi sửa đổi bản dự thảo. Đêm ngày 18 tháng 12 năm 1972, Tổng thống Mỹ Nixon ra lệnh ném bom hủy diệt Hà Nội và Hải Phòng bằng B-52.
Cuộc đụng đầu lịch sử trong 12 ngày đêm được ví là trận Điện Biên Phủ trên không, kết thúc bằng việc 38 pháo đài bay B-52 và 43 máy bay chiến đấu khác của Mỹ bị bắn rơi ngay trên bầu trời Hà Nội. Thất bại của Mỹ trên chiến trường miền Nam cùng với thất bại của không quân chiến lược Mỹ trên bầu trời Hà Nội đẩy Mỹ vào thế thua không thể gượng nổi, buộc chúng phải chấp nhận thất bại, nối lại đàm phán tại Paris. Trên thế chiến thắng, phái đoàn ta tại cuộc đàm phán đã kiên quyết đấu tranh, giữ vững nội dung của dự thảo hiệp định đã thảo thuận. Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký chính thức ngày 27 tháng 1 năm 1973 tại trung tâm các hội nghị phố Kléber ở Paris. Hiệp định bắt đầu có hiệu lực từ 7 giờ sáng ngày 28 tháng 1 năm 1973. Nội dung hiệp định nêu rõ, Hoa Kỳ và các nước khác cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam. Hoa Kỳ phải hoàn toàn chấm dứt chiến tranh xâm lược, chấm dứt sự dính líu về quân sự và can thiệp vào các việc nội bộ của miền Nam Việt Nam, rút hết quân đội Mỹ và của các nước khác, cố vấn, nhân viên quân sự, vũ khí và dụng cụ chiến tranh, hủy bỏ tất cả các căn cứ quân sự, tôn trọng quyền tự quyết và đảm bảo các quyền tự do dân chủ của nhân dân miền Nam Việt Nam. Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của mình thông qua tổng tuyển cử thực sự tự do và dân chủ. Hiệp định Paris năm 1973 là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân ta ở cả hai miền đất nước, tạo bước ngoặt lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc. Hiệp định góp phần ngăn chặn mọi âm mưu can thiệp trở lại của Mỹ khi toàn dân, toàn quốc ta giành thắng lợi hoàn toàn với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Cuộc đấu tranh này phản ánh sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trí tuệ của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam trên cơ sở chính nghĩa của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Hiệp định Paris về Việt Nam mãi mãi là trang sử vàng chói lọi, thể hiện cao độ bản lĩnh, tinh thần, trí tuệ của con người và nền văn hóa Việt Nam, được kết tinh từ lịch sử hàng trăm nghìn năm dựng nước và giữ nước, để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau những bài học vô giá. Video của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để nhận những video mới hữu ích nhất. Ban biên tập xin được kính chúc quý vị luôn vui vẻ và an lành. Xin chào và hẹn gặp lại!